Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online của kênh Mít Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập trong buổi tập toán lớp 4 bài 52 tính chất kết hợp của phép nhân. Như vậy các em có thể kết hợp là các cái thừa số ở trong bực tích để làm sao chúng ta tính một cách thuận tiện. Chúng ta có câu A 8 nhân với 5 nhân 9. Ở đây chúng ta có tích 3 thừa số. Các em lấy thừa số thứ nhất nhân thừa số thứ hai, lấy 8 nhân 5 bằng 40. Được 40 rồi, được kết quả bao nhiêu? Nhân tiếp với 9. Như vậy ở đây chúng ta sẽ kết hợp căn 8 với con 5 ra tròn trục, đúng không ạ? Rồi nhân tiếp với 9. 8 nhân 5 bằng 40 này. 40 nhân với 9 thì kết quả của ta bằng 360. Hay B 6 nhân với 7 nhân 5 tích 3 thừa số. Các em sẽ kết hợp sao cho nó tròn trục, tròn trăm. Như vậy các em sẽ kết hợp cái thừa số 6 này với cái số 5 này, đúng không ạ? Kết hợp hai số này để tròn trục, ta lấy 6 nhân 5. Được kết quả bao nhiêu? Nhân tiếp với 7. Như vậy chúng ta có 6 nhân 5 bằng 30, thực hiện trong ngoặc trước. 30 nhân 7, kết quả của ta bằng 210. Sang câu C. 6 nhân với 4 nhân với 25. Các em sẽ kết hợp con 4 với con 25 để nó tròn trăm các em nhé. Hai con này các em kết hợp tròn trăm. Như vậy con 6 này các em giữ nguyên này. Đấy, 4 kết hợp với 25. 6 giữ nguyên. 4 nhân với 25 thì bằng 100. 6 nhân với 100 bằng 600. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Đối với bài tập số 1 này, các em có thể kết hợp hai thừa số bất kỳ như thế nào đấy để chúng ta ra các số tròn trục hoặc tròn trăm để chúng ta làm. Bài tập số 2, một cửa hàng có 5 kiện hàng. Mỗi kiện hàng có 10 gói hàng. Mỗi gói hàng có 8 sản phẩm. Hỏi 5 kiện hàng có bao nhiêu sản phẩm, tính bằng hai cách. Như vậy, mỗi kiện hàng thì có 10 gói này, mỗi gói lại có 8 sản phẩm. Vậy, cách thứ nhất là các em sẽ tìm số gói hàng trong một kiện hàng là số gói hàng trong một kiện hàng. Muốn tìm số gói hàng trong một kiện hàng, cứ một kiện hàng thì có 10 gói, có 10 gói mà mỗi gói lại có 8 sản phẩm. Như vậy ở đây chúng ta muốn tìm trong một kiện hàng thì các em sẽ lấy số gói, số sản phẩm trong một gói là 8 này, các em nhân với 10 gói lên. Đấy, mỗi kiện có 10 gói hàng mà mỗi gói hàng lại có 8 sản phẩm. Như vậy muốn tìm số gói hàng trong một kiện hàng thì các em sẽ lấy 8 kem nhân với 10, hoặc 10 nhân 8 thì cũng được nhỉ. Kết quả ta sẽ bằng 80 sản phẩm. 80 sản phẩm. Đấy, 10 gói, mỗi gói 8. Như vậy các em sẽ lấy số gói, số sản phẩm trong một gói, kem nhân với 10 gói lên thì nó sẽ bằng 80 sản phẩm. Thế là cứ mỗi kiện hàng có 80 sản phẩm. Thế ở đây có bao nhiêu kiện hàng? Có 5 kiện hàng, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ tìm số sản phẩm có trong kiện hàng là, thì em sẽ lấy số sản phẩm trong một kiện hàng là 80, kem nhân 5 đi. Số sản phẩm có trong 5 kiện hàng kem sẽ lấy số sản phẩm trong một kiện hàng kem nhân với 5 kiện. Như vậy 80 nhân 5 bằng 400 sản phẩm.
Như vậy năm kiện hàng thì có 400 sản phẩm. Đáp số 400 sản phẩm. Cách thứ hai thì các em có thể làm gộp. Cách thứ hai người ta làm gộp nhé. Làm gộp tức là 5 kiện hàng, người ta tìm luôn số sản phẩm có 5 trong 5 kiện hàng là. Muốn tìm thì chúng ta sẽ lấy 5 này, đây là 5 kiện hàng này. Kem nhân với số sản phẩm trong một kiện, tức là lấy 5 kiện đúng không ạ? 5 kiện nhân với 8 nhân với 10, 5 kiện nhân với 10 nhân với 8. Đây 5 kiện hàng này, mỗi kiện hàng có 10 gói này. Mỗi gói lại có 8 sản phẩm này. Như vậy chúng ta làm phép tính liên tiếp, nhân liên tiếp, lấy 8 nhân với 10, 5 nhân với 10 nhân 8. 10 này nhân với 8, tức là thực ra ở đây là chúng ta tìm số gói trong một kiện đây, là lấy 10 nhân 8. 10 nhân với 8 là số gói trong một kiện, nhân với 5 lên thì lại ra số gói trong 5 kiện. Như vậy ở đây chúng ta làm nhầm, 5 nhân với 10, 50. 50 nhân với 8 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 400 sản phẩm. Hoặc bạn nào áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân ở đây thì các em có thể kết hợp 5 nhân với 8 cũng được. Đấy, 5 nhân với 8 được kết quả bao nhiêu nhân với 10? 5 nhân 8 40, 40 nhân với 10 bằng 400 sản phẩm. Thì cũng được nhá. Như vậy đáp số của chúng ta ở đây sẽ là 400 sản phẩm. Thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 2. Tiếp tục sang bài tập số 3 các em nhé. Bạn nào chưa xong bài tập số 2 các em có thể dừng lại một chút nhé. Bài tập số 3, khoanh vào chữ đất trước câu là trả lời đúng. Người ta hỏi các em là ở cái hình bên này có bao nhiêu góc vuông. Vậy muốn biết có bao nhiêu góc vuông thì em hãy ký hiệu góc vuông vào. Sau đấy chúng ta đi đếm nhé. Ta có góc vuông này. Góc vuông này. Góc vuông. Đấy. Em ký hiệu hết tất cả các góc vuông vào. Chưa? Đây. Đây là góc vuông. Góc vuông. Góc vuông. Ta sót lại một lượt, chúng ta đã ký hiệu hết chưa? Đây, ký hiệu hết rồi. Rồi, rồi. Như vậy chúng ta đã ký hiệu hết các góc vuông. Bây giờ các em đếm. Ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Như vậy ở hình bên chúng ta sẽ có 16 góc vuông. Em sẽ khoanh vào đáp án đúng là đáp án D. Sau khi em ký hiệu, các em đếm các góc vuông, chúng ta có đáp án D nhé. Trên đây, cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập bài 52, trang 62 với bài tập toán lớp 4. Để ủng hộ cho cô, các em hãy nhớ like và chia sẻ video sau khi xem nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi các video mới ở trên kênh. Hẹn gặp lại tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh ở các video học tiếp theo.